Chuẩn bị ra thêm máy nữa. Thì ở đây thì mình đã thấy mới có 3 chiếc máy kéo chạy qua, 2 chiếc kia còn kéo miếng ở bên kia chưa qua kịp. Đây đất lô rồi, cái cây máy kéo này chở cũng khủng nữa các bạn ơi, chở rất là nhiều luôn.
này sẽ vào cái bến này các bạn ơi, để cho chiếc máy cắt chạy xuống nha. Chồng tôi cái chớn phà đi rất là nhanh luôn các bạn. Mấy anh đã bỏ tỉ cầu xuống rồi các bạn, mấy anh đang chỉnh sửa lại cho ngay ngắn để tay máy chạy xuống ha. Đa số những chiếc máy cắt thì đi xuống phà thì phải xuống cái lái trước các bạn ơi. Chiếc máy kéo này cũng là xuống luôn các bạn. Đang chạy đi các bạn ơi. Ồ, cái khúc này bữa nay gỗ đồng rất là nhiều máy luôn các bạn. Thì chạy lên khúc trên cắt nữa ha. Rồi chiếc máy kéo thì máy cắt đã xuống phà các bạn, mấy anh dỡ dây cầu lên để đuổi chiếc phà đi chỗ khác nha. Quay đâu cả lên máy luôn không? Rồi. Quay lên máy luôn không? Rồi ở đây thì mấy anh đang dỡ lắm rồi, trên đường.